video hôm nay, kênh YouTube Giang Huy 93 sẽ giúp các khách hàng, các khán giả cách giấu hình ảnh và video bí mật trên chiếc điện thoại iPhone cực kỳ đơn giản. Đối với những cái chiếc điện thoại iPhone của anh chị, bây giờ em sẽ giấu hết những cái tấm hình iPhone 14 Pro Max ở đây, nguyên một dải hình từ đây xuống đây, em sẽ giấu hết cho anh chị xem. Thì khi mà giấu như thế này thì chỉ có một mình anh chị giấu, anh chị mới xem được mà thôi. Bây giờ em sẽ tiến hành giấu. Thì em sẽ chọn hết những cái tấm hình này. Anh chị thấy là em chọn hết những cái tấm hình này. Sau đó em bấm vào ba chấm ở dưới cùng. Em chọn vào chữ ẩn. Nhiều cái điện thoại ba chấm nó không có nằm ở dưới, mà nó nằm ở trên cùng bên góc phải nha anh chị. Nên anh chị lưu ý. Bấm vào chữ ẩn. Và anh chị bấm ẩn một lần nữa. Và bây giờ những cái tấm ảnh này không bao giờ mà ai thấy được hết, chỉ có một mình anh chị muốn thấy mới thấy thôi. Và sau khi mà anh chị muốn ẩn đi rồi và anh chị muốn xem lại, thì anh chị vào trong cái mục album. Thì trong cái mục album nó sẽ có một cái chữ ẩn ở đây, bị ẩn. Thì chỉ có anh chị có Face ID thì mở ra nó mới có xem được. Và mình ẩn luôn cái chỗ bị ẩn ở đây nè. Đó. Khi mà mình ẩn như thế này á, thì chỉ có anh chị mới có mật khẩu hoặc Face ID. Và còn một cách ẩn luôn cái chỗ bị ẩn đó là anh chị bấm vô cài đặt. Sau đó anh chị kéo xuống, kéo xuống tìm cái mục ảnh ở đây nè. Và anh chị vuốt lên cái chỗ là hiển thị album bị ẩn, mình tắt xuống. Kể từ bây giờ thì anh chị vào trong mục ảnh và anh chị chọn vào một album, thì anh chị sẽ không thấy cái mục bị ẩn nữa. Nên anh chị bây giờ anh chị ẩn đi. Bây giờ em lấy một cái ví dụ là em sẽ ẩn ở đây, anh chị thấy hình hai cái ly cà phê nè, đây là hai cái ly cà phê. Bây giờ em sẽ ẩn hai tấm hình này, em chọn hai tấm hình này, em ẩn đi, em bấm chữ chọn và em bấm ẩn, bấm tích chọn hai cái tấm hình, em bấm vào ba chấm, em bấm vào ẩn, ẩn hai ảnh. Thì khi ẩn hai ảnh như thế này thì anh chị vào trong một album, cái chỗ ẩn nó không có. Nhưng mỗi lần anh chị xem thì anh chị vào trong cái mục cài đặt, anh chị chọn vào mục ảnh, anh chị chọn vào trong cái chỗ là hiển thị album bị ẩn, mình bật lên. Sau đó mình xem, mình xem những cái mục bị ẩn ở đây. Lúc này nó đã hiện lên rồi, mình bấm vô. Đó, thì ở đây là bên trong hai cái tấm ảnh có hình cái ly cà phê em vừa giới thiệu cho anh chị đã hiện ra trong cái mục album bị ẩn. Và sau khi mình xem xong thì mình lại vào trong cái mục ảnh và mình tắt đi cái chỗ là hiển thị album bị ẩn nè, mình tắt đi. Đấy, mình tắt nó xuống. Thì không ai biết anh chị có những cái tấm ảnh bị ẩn cả. Rất là nhiều khách hàng cài xong người ta quên, lâu quá người ta muốn tìm lại và người ta không thấy đâu. Nhiều khách hàng vội vã đến tìm em và khi em bật album bị ẩn lên thì những cái tấm ảnh đấy còn y và khách hàng rất là vui. Những cái trường hợp như thế thì chỉ với một vài cái thủ thuật nhỏ là mình đã giúp được cho khách hàng rất là nhiều trong cái công việc của người ta. Và nếu như mà anh chị chụp hình thì sao? Anh chị chụp một tấm ảnh, ví dụ như anh chị mở cái camera lên, anh chị chụp một tấm ảnh nè. Thì khi mà anh chị mở cái tấm ảnh này lên, mình bấm vào ba chấm ở trên cùng bên góc phải, mình bấm vào chữ ẩn, bấm ẩn ảnh, thì tất cả những cái ảnh này đều bị ẩn hết luôn, rất là tiện lợi cho khách hàng. Thì đấy, như cái tấm ảnh này nè, bây giờ anh chị muốn ẩn thì anh chị cứ bấm vào ba chấm và anh chị bấm ẩn mà thôi. Còn nếu như mà mình muốn ẩn nhiều ảnh thì mình bấm vào ảnh, mình mở cái mục album ra
Ở đây nó sẽ có rất là nhiều ảnh ở đây luôn. Mình bấm chữ chọn. Mình chọn một cái số tấm ảnh nào đó mà mình muốn ẩn, mình chọn ảnh. Ví dụ mình chọn ảnh mình muốn ẩn. Mình chọn những cái tấm ảnh bí mật mình muốn ẩn xong, mình bấm vào ba chấm dưới cùng. Mình bấm vào chữ ẩn. Rất là tiện lợi. Còn nếu như mà anh chị không muốn ẩn nữa thì sao? Không muốn ẩn nữa thì làm theo cách sau đây. Anh chị vuốt ra. Anh chị chọn vào trong cái mục cài đặt, vào trong cái mục ảnh. Anh chị phải hiển thị album ảnh lên. Nếu như nó hiển thị, nó đang hiển thị xanh như thế này thì thôi, mình chỉ cần tiến hành vào trong cái mục ảnh. Mình bấm vào chữ album. Mình kéo lên. Mình chọn cái mục bị ẩn. Đây, đây là những cái tấm ảnh bị ẩn nha anh chị. Thì mình bấm chữ chọn. Ví dụ như á, mình chọn hình cái ly cà phê ở đây có hai tấm thôi. Mình chọn hai tấm này. Sau đó mình bấm vào ba chấm. Mình bấm vào cái chữ bỏ ẩn. Thì lúc này ẩn nó không, những tấm ảnh này nó không có bị ẩn nữa và nó hiện ở ngoài này. Anh chị thấy nè. Đó, nó không có ẩn nữa. Đó, và bây giờ mình vào một album. Đó, vào một album lại này. Bị ẩn nè. Thì anh chị muốn hiện cái tấm nào thì anh chị hiện mà thôi. Và có một cái hay nữa là trong cái một album bị ẩn này nè, thì anh chị muốn xóa tấm nào anh chị cứ bấm vô, anh chị chọn vô như thế này, anh chị xóa thôi, bấm xóa. Đó, rất là tiện lợi. Anh chị thấy cực kỳ tiện lợi luôn. Và nếu như mà mình khôi phục hết những cái tấm ảnh này lại thì mình bấm chọn, sau đó mình chọn tất cả ở đây. Ở đây nó có chữ chọn tất cả. Mình bấm vào ba chấm. Mình bấm vào bỏ ẩn. Thì tất cả những tấm ảnh nó lại khôi phục trở về mặc định ở bên ngoài một album ảnh, rất là tiện lợi. Và khi mình muốn ẩn thì mình lại bấm vào, mình chọn và ẩn mà thôi. Còn trên hệ điều hành iOS mới thì tất cả những tấm ảnh mà anh chị xóa đó, thì bây giờ anh chị xóa nó sẽ bị khóa lại. Nó bị khóa, ổ khóa lại. Và người dùng bình thường mượn máy mình nếu như mà không có Face ID, không có mật khẩu, mà người ta bấm vô cái mục đã xóa thì người ta vẫn không có xem được. Đó, anh chị thấy không? Không có xem được. Nếu như không có Face ID hoặc là không có vân tay thì nó yêu cầu anh chị nhập mật mã mới cho mở ra. Đây, bây giờ em sẽ quay về cái album bị ẩn nè. Đó, nó không cho luôn. Nó không cho anh chị mở luôn anh chị thấy không? Bây giờ anh chị bấm xem album nè. Đó. Nếu mà nó mở ra được á. Đây, tại vì khuôn mặt của em nên nó mở ra thôi. Này, bây giờ anh chị thử lại nè. Không mở ra được. Nó kêu anh chị bấm mật mã mới cho mở. Rất là tiện lợi. Và đây là cái cách mà anh chị ẩn những cái bức ảnh cũng như là video bí mật của mình. Thì anh chị xem kỹ lại là ở đây á, nó có những cái video nữa nè. Ví dụ như ở đây là có những cái video. Thì mình chọn những cái video này. Mình bấm vào ba chấm và mình bấm chữ ẩn. Đó. Thì những cái video này nó ẩn luôn. Không phải là nó ẩn hình ảnh không đâu, mà nó còn ẩn cả video luôn. Cực kỳ tiện lợi cho khách hàng và những khán giả nào có nhu cầu sử dụng tính năng này. Tính năng này cực kỳ hay nhưng không phải ai cũng biết. Và video đến đây là hết. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khách hàng, các khán giả trong video tiếp theo. Nếu thấy hay, anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ em để giúp em có động lực làm nhiều video hữu ích khác để giúp cho các khách hàng gần xa sử dụng một cách thật là tuyệt vời trên cái chiếc điện thoại của mình. Một lần nữa, chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, bình an và thành đạt.